chương vàng giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 24 năm 2020. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020-2022. Huy chương đồng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022. Huy chương vàng giải vô địch cúp các câu lạc bộ vật dân tộc quốc gia năm 2022. Huy chương đồng giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 27 năm 2023. Tuyên dương 100 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Đó là những thành tích mà Nguyễn Văn Tần có được trong thời gian vừa qua. Nhưng ít ai biết được, đằng sau những thành tích ấy là một quá trình không ngừng nỗ lực vượt lên chính mình. Nguyễn Văn Tần, sinh năm 1999 ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cha mất sớm, em lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ Tần, một mình gồng gánh sớm hôm, vừa làm trách nhiệm người mẹ, vừa phải lo toan việc của người cha cho 7 đứa con nhỏ. Là gia đình thuần nông nên cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Hiểu được hoàn cảnh của mình, Tần luôn cố gắng giúp đỡ mẹ từ những công việc nhỏ nhất. Cuộc sống của em trước khi chưa theo thể thao thì cũng như các bạn trẻ ở vùng quê khác thì chúng em chỉ ở nhà đi giúp những công việc nhẹ nhàng cho gia đình, như chăn trâu với lại đi làm ruộng, làm cỏ ruộng các thứ, những cái công việc nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi. Năm 2013, nhờ có năng khiếu với môn vật, Tần được tuyển vào trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Cậu bé 13 tuổi ngày đó rất buồn khi phải xa gia đình, người thân, nhưng cũng cảm thấy may mắn khi đỡ cho mẹ một phần gánh nặng. Bản thân em thì cũng mồ côi bố từ bé. Mẹ thì khi em tham gia tập luyện được đến nửa năm 2014 thì mẹ em cũng mất. Thì khi đó thì em cũng đang ở dưới trung tâm tập luyện thì cũng được anh trai xuống đón, nhưng mà cũng không nói gì cả. Thì mọi người cũng giấu em, sợ em buồn thì về nhà, thì em mới đón em về nhà. Thì lúc đấy thì em mới biết, thì lúc đấy em rất là buồn và chán nản vì mất đi người thân trong gia đình. Xuống tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh được một năm thì mẹ Tần qua đời. Em chưa bao giờ từ bỏ ý định học tập và rèn luyện, bởi em biết chỉ có con đường đó mới giúp bản thân vượt qua những khó khăn. Tần chăm chỉ tập luyện và luôn luôn nỗ lực cố gắng. Ngoài giờ lên lớp học văn hóa, em dành trọn thời gian để tập luyện môn vật mà mình đam mê. Được sự quan tâm động viên của thầy cô, bạn bè, Tần cảm thấy tự tin và hòa đồng hơn. Vượt lên những mặc cảm, em luôn vui vẻ, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ các thành viên trong trung tâm. Ai cũng nể phục ý chí vượt khó vươn lên của em. Huấn luyện viên như tôi cũng động viên rất nhiều, và ban giám đốc trung tâm cùng toàn thể các bạn vận động viên đều động viên tinh thần và cùng nhau chia sẻ những khó khăn và những cái nỗi buồn với em vận động viên Nguyễn Văn Tần. Chuyện buồn thì cũng qua, thì cũng được anh em trong gia đình cũng như thầy ở dưới trung tâm động viên, và thì lúc đấy em cũng bắt đầu trở lại được bình thường để xuống để tham gia tập luyện đến bây giờ. Khi các chị gái lần lượt lập gia đình, Tần vẫn miệt mài những tháng ngày ăn ở, tập luyện tại trung tâm. Thương cậu học trò nhỏ, các thầy cô và huấn luyện viên ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Với Tần,
đây chính là ngôi nhà của mình. Thầy trò bên nhau qua từng giải đấu với những niềm vui, nỗi buồn. Điều này giúp cho tình cảm của họ thêm gắn bó. Có điểm tựa tinh thần, cộng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Văn Tần đã liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn trong tỉnh và toàn quốc. Những tấm huy chương ngày một dày lên là trái ngọt mà Tần mang đến cho các thầy cô huấn luyện viên và cũng là niềm tự hào của cá nhân em. Ở trung tâm huấn luyện thể dục thể thao thì cũng như là ngôi nhà thứ hai của em, thì khi ở đấy thì em cũng được các thầy cô giúp đỡ, cũng như trong cuộc sống, cũng như trong tập luyện, tạo điều kiện cho em được đi thi đấu, cọ sát nhiều để em đạt được thành tích cao. Anh Tần là một người anh rất là gương mẫu và chỉ bảo em rất nhiều các kỹ thuật và giao cho bọn em rất nhiều các bài tập. Bọn em rất khâm phục vào sự nỗ lực của anh ấy. Anh Tần là một tấm gương để cho cả đội em noi theo. Ở Tần thấy được sự nỗ lực, ý chí bền bỉ là tấm gương sáng về nghị lực vượt lên số phận. Với tiền lương ít ỏi của vận động viên, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Tần còn tranh thủ thời gian đi lắp và sửa điện để kiếm thêm thu nhập. Khi em đạt được thành tích, những thành tích đấy thì em luôn nhớ đến những bạn bè cũng như là thầy cô mà mình đã cùng mình vượt qua những khó khăn đấy. Và em rất là muốn mang cái thành tích đấy về để cho gia đình, những người đã luôn ủng hộ em tập luyện trong những năm vừa qua. Cùng với trang lứa như vận động viên Nguyễn Văn Tần thì em ấy là một động viên nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, và có được như ngày hôm nay cũng là cái sự cố gắng của em ấy và mọi cái thành quả thì em mới đạt được. Trong ánh mắt của vận động viên Nguyễn Văn Tần đang lấp lánh những hy vọng về một tương lai tươi sáng. Chặng đường phía trước còn dài, còn gặp nhiều chông gai và thử thách, nhưng với bản lĩnh và nghị lực của mình. Xin mời vận động viên Nguyễn Văn Tần, môn vật, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang. Tin rằng vận động viên Nguyễn Văn Tần ngày càng tỏa sáng, vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Ta cùng sẽ vượt qua, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người
qua khó